Phủ Nhích Sơn Bình cho giờ cằn mà phe kinh tế rót cắt thực thi. Phủ Nhích xin hồ phải chư phe sầu bón nằm kìn điền rú cắp tàng tánh bản Nam ấy. Dàn cài ma năm dệt đi nàng Việt cho giờ Phủ Nhích mà phe kinh tế hừng hi. Hồi Phủ Nhích xã Sơn Bình có bút hành chiến báo mi nàng quam on chỉ cho giờ Phủ Nhích mi luông hủ đầy hù họt nàng quam ma chủ hỏng. Bín khay luôn khăn khang chàng bắc bòn, nho sùng luôn hù vầy tọp đầy lang áo quần bàng mương mở khay nị. Bưng chỉ hội, ngò tọp hôm on ba bốc chưa ửi nòng Phủ Nhích sung mà bè kinh tế. Lồng cài bưng hạ phong xương Phủ Nhích tròi cằn mà bè kinh tế, tròi Phủ Nhích cặt, Phủ Nhích diệt kinh tế giỏi chàng. Cài nằn hến mi o lại vèn xanh giỏi chàng quần mà bè kinh tế tó các bưng bón diệt xuân, hút nòng tành bà, tành liền sắt xính, bụ bá, mi hiệp thủ tế hoi nâng chiều mằn ngân khẩn nừa. Chú Hơn ươi Nguyễn Thị Phin rú bản tân hợp, lò nừng quần bưng chú Hơn vèn xanh cực đầy lang đi quần vịa mà bè kinh tế mô hình tành liền. Hàng mự ươi Phin có lưng chơ cắp nàng vịa, lâm đủ vèn sắt xính té vịa tắt nhả. Tổm phát mù, hoạt viện phẻo tòn cỏ quăng. Có nị chú Hơn ươi có bé lại chú Hơn ứng số bản tần hợp, hù to, tọp hôm bụ khẩu đi khẩu ly, mạ tòng trình. Quần chú Hơn có tành té nâng hót sông tàu mù. Làng nị đẩy chiến báo búc chưa không hồi Liên Hiệp Phủ Nhích xã. Chú Hơn ươi phìn nhai khẩu tành mù, lại tổ. Nhai khẩu tành mù, chú Hơn ươi mờ hương khảy quảng cỏ quăng. Ươi tành tứng quay khành chờ củ ngân cốc phải thọt o sử máy móc diệt cọ thiềng vì sóng văn bài sao chua Hơn ươi có thọt o sóng hỏi chiều mằn vầy tảnh tấm ngua khành chờ dám ngắm dám diệt sủ khoa học kỹ thuật khẩu tảnh liềng cọ trôi dứa chua Hơn ươi phìn cực đẩy lang đi các viện tảnh liềng tọp hôm. Nhà tôi là buôn bán chỉ nhỏ nhỏ thôi, bán nước bán nước ở trên ngã ba đấy. Có ni chú Hơn khỏi có cà khai, diệt dườn lệch nòi giúp ba tăng xã Sơn Bình, khi ni chú Hơn khỏi có nhài khẩu tảnh, mù khoai đẩy, hạ hốc bí ma, phùa khỏi có khẩu bản so sáo mù nòi ma tảnh, biển tổ luồng lò khái ót chơ lạt, cắp bỏ quay ngua phòng, lò sơ ma, tảnh hạc bí ó, lò khái, có đẩy mà, chăm va nắc nưới ha va có cố hanh, diệt, dàn bài nạ chú Hơn khỏi có chiếc khảy quảng o bốn tảnh liệng hở tấm tên hiệp thủ chương kín phân lại lò khỏi sủ hăm khẩu đi khẩu ly nhà bao hở kín hăm công nghiệp xương nặn nhắm mù nhắm quay mua cỏ chẹp hơn thêm rơm nữa, gia đình cũng phải mua thêm rơm nữa cho nên là trâu bò lúc nào cũng no chứ không bao giờ chịu đói. Khai nỉ rú quảng xá mi lái chú Hơn mà bè mô hình tảnh liền tọp hôm, tảnh quay pi phây khải, ăn năn lò bát bày chọc khò cắp luông mà bè rú địa phương. Nhàn hụ khu đi ma mô hình tảnh liền. Hồi Liên Hiệp Phủ Nhích xá có o hanh bốc chưa bưng chú Hơn tảnh liền, giòn khửn. Hồi viện Phủ Nhích tánh o mô hình tổ hợp tác xá tảnh liền, vầy mi khu ngai đi mà bè tảnh liền, mà bè kinh tế hừng hi hơn mở. Hướng họt viện, tánh ó thường hiệu, nhót sùng ca trường hay khóng na, cắp, chu tàng trường diệt ó hợp bò hay mê na. Trước đây thì chị em cũng nhà nào biết nhà đấy thôi. Có ni hơn đời có hủ hơn năm thôi, viện tảnh liêng nên nòi. Nhớ mi luông tròi dừa cằn mà về kinh tế, cắp ổn chi số nương bón tảnh liêng xương hợp tác xã, cắp bón tảnh liêng sát xính tọp hôm vay mà về. Khai có mi o hợp tác xã dệt miến dòng đầy chứng nhận, tàng trường ô cốp, từ tế năn có búc chữ ở nòng, ép hiên, luông dệt dườn mà ứ. Khẩu diệt chủ tàng trường hay khóng na kiếm chép ít tiếng để lại con sủ giống mặc sự từ tế nan cọ nhận báo luôn hiệp thủ cánh nho súng luôn hiệp thủ hợp ở nọng Phủ Nhích ngày một phát triển và tốt đẹp hơn. Bứng đủ sớ nhăm vàng vịa ưởi lù thị ánh rú bản chủ và pét cỏ khay hơn hang noi cà khay nhàn hủ và ưởi nọng diệt hay na cỏ chi bao po kìn xương nan ưởi ánh cỏ ngắm ngày họt vịa khay hươn hang nói khai tre trường khổng hở bưng nòng học sinh cánh côn dần quảng bản tưa bát ươi nhảy khai lại tàng trường hang phân lại lọ bưng tàng trường xương bánh kẹo năm ỏi năm vàn
sơn hang chằm và bốc nhớ luồng hát và khe hang có mi lưng choi dừa ơi mi tím tên hiệp thù cắp chuồng hong bổng kín luông rú hàng mự. Chanh chinh bưng mưa vàng phía khỏi cỏ khảy hơn hang khai chủ tàng trường chuồng hong bổng kín luông rú học bố mẹ quảng bản. Té vịa khai hang ni khỏi có mi tướng tên hiệp thù, mi ngân tiên sủ giống, sự ướt cửa. Hát và chơi bảy hay bảy na khỏi có hát tù bao khai trường. Bo mẹ có mắt sư tàu hơn. Như luông chiên báo búc chưa, cứ đẩy lang tỉ khổng hồi Liên Hiệp Phụ Nhinh xã, luông hù khổng ưỡi nòng xã Sơn Bình có mi lại biến thái. Chu năng phía diệt sườn có đầy ưỡi nòng năm dệt tòi lại luông, biến mở ma luông diệt sườn, hông phân tấm tên hiệp thù, té lại nàng vịa diệt la cằn. Tơ bát nhót sùng bồng kín luông rú, ưỡi nòng có khẳng kháng nhai biến luông mà về kinh tế, rủ bưng khổ lắc ngon khổng khoa học kỹ thuật khảo diệt sườn, ọ hành xung cực đẩy lang đi bưng chương trình mà về kinh tế, nhai biến cỏ bụ tổ tảnh, choi dừa bưng chua hương hôi viền, phủ nhinh cật, chua hương chính sách. Nập mết là bị sóng văn bài sao, tên cá xá Sơn Bình mi sóng hỏi hốc xíp bét chua hương, quăng nặn, sóng hỏi hốc xíp hốc hôi viền cặt, cánh xí xíp cầu, phủ nhinh cặt diệt chầu hương. Chu cấp hôi phủ nhinh xá có tổ chức choi dừa bưng hôi viền cặt, tòi lại luông chọc họ, xương biến cằn, cổng diệt dượn choi dừa, tổ chữa hở hôi viền cặt. Quang pi choi dừa đẩy hốc tổ chữa, hạ xíp tổ cái cánh. Xíp đồi nộp cò kè, bom cắp năn, choi dừa hở chú hươn mi rào hươn cạt cày, xí yển khẩu ly chưa, ta sòng khẩu cá, hốc yển khẩu cắp cá ngân lò xám xíp hà treo mặn. Quang pi, hôi coi choi dừa xí chú hươn hôi viền óc khỏi xỉa chú hươn cạt, quang nạn mi sòng chú hươn lò phủ nhinh diệt chầu hươn. Bưng mờ nỉ, cắp luông choi dừa không lụ làn ho hang, làng hươn mở khổng thầu vàng thì khô, rú bản chủ và bét có tơ bát đẩy dệt áo môn. Thầu vàng thì khô bì ni đẩy hốc xíp hà bì, có ni thầu cánh lụ chai là kín rú quảng làng hươn nói, phà đìn hùa hăng dệt đẩy sao bì ma. Hùa bì sóng phân sao ết, chỗ hươn thầu nhận đẩy luông bồng trần tròi dừa không hôi Liên Hiệp Phủ Nhinh huyền tạm đường. Vậy sảng bành dệt lầu làng hươn, chăm va, tròi dừa sóng tấn xì măng, bâu mi ca kinh tế nhớ luồng, ha và co gión đẩy phân đờ ngân tiên hợi chú hươn thầu khổ, cánh ngài đi sảng bành diệt lau hươn mở. Năm nay xã hỗ trợ 2 tấn xi. Làng hươn cấu đẩy tặng té hưởng bí má lò, vừa cặp kẹp vừa hươn hai lông, khay nỉ đẩy cho dừa, xì măng diệt hươn mở, có hôm phân tướng tên phân đầu cho dừa chú hươn khỏi, diệt hươn mở rú, khỏi muôn lai, dọn ơn, hình lọ. Cho nó rộng, hơi rộng tí, hai mẹ con ở cho thoải mái tí. Bỏng kín rú quảng bản chù và bét, bà má thỉ mỉ, mi rào hươn cặt khó ra cha hờn, bà mỉ mi lăm mò bao xiềng cuốn điều hai kín rú bứng đủ sáu to số ngân choi dừa hàng bườn đẩy luông bồng trời choi dừa không cấp ủy chính quyền địa phương bưng tổ chức chính trị xã hội bà mỉ cọ mi hươn kín rú mặn nà bao lò đét lò phồn pé xương có nị làng hươn đẩy ủy ban mặt trận tổ quốc xã Sơn Bình choi dừa xíp xám chiều mặn. Hội Liên Hiệp Phủ Nhinh huyện choi dừa sòng tấn xi măng, cắp luông, hồm hanh khổng tinh cạp bản quẳng, có dệt, làng hươn noi, mặn nà, ha và mi khạc nghịa, bó sút to giềng bà mỉ, bò me quảng bản có muôn mưng bom cắp bà. Bà mỉ kín rú, côn điều, té lại bì ma, bò mi lụ phùa, rào hươn lò ra cha, lăm mò có bao xiềng, khay có đầy cấp nửa choi dừa bà, dệt làng hươn mớ. Rú, khay có muôn lài lọ, giòn ơn, hơn nước, trôi dừa côn dần xung khỏi. Khay đi hội Liên Hiệp Phụ Nhinh xá có mi chằm chết hoi hồi viền, xung sinh hoạt rú chết chỉ hội. Nọ xung sinh hoạt bom cắp chỉ hội, hồi viền bưng bàn, nhăng tánh ó, tấm tổ, nhóm. Hôm luông mặc, vầy trôi dừa cắn, ma luông hu dệt dượn. Bom cọp hôm quỷ, sớ cằn, choi dừa hồi viền, quầng nhóm, ma ngân cốc, chơ cân sẵn, cánh bẩn bánh khổ ra cha. Choi dừa chú hươn hồi viền tẹt tiền quầng kín luông rú. Lông cài tổ chức hồi,
hội viên phụ nhân đầy củ lại ngân cốc cấp ta mà nội. Khai nị, tính cả số ngân cốc khổng hồi tăng nạ cấp ngân hàng chính sách xã hội huyện, hở hội viên củ lòng hạ tỷ sóng hoi chiều mặn, hôm sóng tổ cánh hoi nâng xíp hùa hơn củ. Sóng ma, hội cát kiên cấp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, hạc xíp hạ hội viên củ ngân cốc cấp sóng tỷ xí hoi chiều mặn vậy sản bành lâu hơn rào. Bom cấp viện năm dây đi choi dừa phủ nhinh mà về kinh tế, choi dừa ửi nòng mít giáo hơn giá cha ca khó. Hồi phủ nhinh xã Sơn Bình, bom cấp chính quyền địa phương, hôm hai năm dây đi viện phong cầm bệnh hà COVID xếp cầu. Vì sóng văn bài sao, hồi phủ nhinh xã cọp hôm cấp tắt nghiệp cài sám văn, khẩu trang phát bàn dài hở côn dần quảng phùng. Bom năn, lọ búc chưa có hôm mì tôm, khẩu trang y tế hợp côn dần, cánh dần quần xã, năm diệt viện phong cầm bệnh hà COVID-19. Hùa bì sóng văn sao ết, hà bệnh COVID-19 sướp tàm hến mi online, chu bẹt bệnh quảng mương. Dù bưng chốt cẩn ngăn hà COVID-19 có đẩy tánh o diệt lau nang viện. Dọn khẩn rú xã Sơn Bình, mi chốt cẩn ngăn bệnh hà COVID-19 rú ba tang liền ngành. Tánh bứng đủ kiểm soát chủ tăng xe các địa phương ứng khổng ma lại chầu. Tham gia vào cái chỗ này là với một khỏi có sung năm dệt viện cho dừa quân dân khai báo y tế và mi côn đang giúp các phùng mi ao hà chầu mi thể hù đẩy cánh áo ó số riêng từ tế năng có mi luông thịt tờn phong cảm bình hà hợp quân dân cực đẩy lạc đi nhất. Người khác ra đấy. Vậy bàn bánh luông nắc nà già cha bom cắp chủ mú năm dệt nàng viện phong cầm Bình Hà, hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Bình dọn khẩn ưởi Trần Thị Lượt, chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức dệt khẩu cầm hợp bưng cán bộ chiến sĩ dệt viện rú chốt kiểm soát ba tang liền ngành khổng phong cầm Bình Hà COVID-19 cầu hàng mử lăng chơ dệt viện môn lẹo rú các cơ quan ưởi Lượt cò khăn tánh bưng suốt kìn hợp bưng cán bộ rú quảng chốt phong cầm Hà cấp hùa chờ hôm hanh phong cầm Bình Hà khóng tinh cá bản mương, việc diệt khóng ửi lượt co nhận đẩy lái luông trung hợp choi dừa khóng côn dần rú xã Sơn Bình, cánh bưng địa phương ứn. Bưng bưa kìn, chơ lò bánh quấn, chơ lò khẩu nừng, khẩu chào, chăm va bó lại, hát va co vào khẩn, luông bản bánh tít tờn. Họt bưng cán bộ chiến sĩ chủng mũ vũ trang, nhân viên y tế yên trời năm dệt nàng viện phong cầm Bình Hà. Khỏi có bom cắp êm cắp na diệt khẩu cầm hai bưng cán bộ các cành giúp ba tang xã Sơn Bình cắp lang môn là có công cổng hành nói khổng chảo vây choi sứa bưng cán bộ mi tướng tên hảo hành yên chờ diệt tì nàng viện phong cầm Bình Hà giúp quảng phòng một đêm là 25 đồng chí là 2 ca té viện nắc nà khổng cán bộ chiến sĩ dân quân y tế biến cằn tư cưng các cành số ba tang vây bứng đủ kiểm soát chủ tang xe khẩu óc cùng phùng các bàn bánh luông khù nắc nà tó các chủng mố tuyến cốc quầng phong cam bệnh xung khỏi có tánh o tổ có hôm trường vây diệt khẩu cầm hợp bưng chủng mố các cành kìm tấm bi hào hanh diệt viện tư cưng phong cam bệnh hà giúp quầng phòng lại đi hơn để cho anh em yên tâm công tác để công tác phòng chống dịch của huyện được tốt hơn. Các nàng viện diệt chọc khò cứ đẩy lang đi, hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Bình có không phân giao kinh giới luôn mà bè kinh tế xã hội không địa phương, cho giữa hội viên mà bè kinh tế hưởng hy, cài nặn không phân tấm tên nhót sông bồng kính lương rú, lập tăn bồng trở, lăm lò bồng kính lương rú ở hội viên mi giáo hơn gia cha, bom nặn hồng hanh phong cầm cứ đẩy lang đi bệnh hà COVID-19 cầu, không phân nam diệt đi, luông bùn sòng nàng viện bom cằn, lò cằn ngăn đi Bình Hà cấp mã về kinh tế xã hội dù địa phương.